bờ sông Lam hả? Con sông bên bồi bên lờ. Các bạn ơi, các bạn, đây là cái dọc của sông Lam. Sông Lam rồi các bạn. Hai bên bờ rất là đẹp. Đây là thị trấn Triệu Phú. Ở miền Nam thì có nhiều cầu tre lắt lẻo, nhưng mà đây thì cầu kiên cố luôn. Chào các bạn nhé, đến với Hòa Tâm TV nhé. Hôm nay là ngày mùng 3 Tết năm Nhâm Dần. Hiện tại mình đang ở trên cung đường D Cẩm Thái. D Cẩm Thái thì D của nhà nước, nối từ Dốc Rạng đến tới gần thực phẩm cũ có dùng đó. Thì hôm nay mình sẽ đưa các bạn đi xem cái phong cảnh của làng quê Yên Bình, của quê nhà đó các bạn. Con sông bên bồi bên lờ. Các bạn ơi, các bạn, đây là cái dọc của sông Lam. Sông Lam rồi các bạn. Hai bên bờ rất là đẹp các bạn. Đây này, tốt. Nhựa đó, đề tả làm này đó. Bên kia là dùng các bạn nha, cách dùng nhân trên đường ra cầu Dùng các bạn nhá, cầu treo Dùng để sang đất Thanh Lĩnh. Đây là cầu treo Dùng. Cầu treo này thì nó nối liền giữa thị trấn Dùng và xã Thanh Lĩnh. Miền Nam thì có nhiều cầu tre lắt lẻo, nhưng ở đây thì cầu kiên cố luôn. Đó, lên cầu. Sông Lam. Bên kia là cầu Thank you.
tươi tốt. Hiện tại bây giờ nhiệt độ ở ở quê mình là 13 độ C. Trời rất là lạnh, rất là buốt. Đó. Các bạn thấy không? Sương mù, mưa hơi phùn phùn. Đó. Nhưng mà Tết năm này rất là vui. Tuy rằng là dịch bệnh nó đang hoành hành nhưng mà thấy ở quê mình cũng đỡ. Dịch bệnh không có như những nơi khác. Ở quê mình thì dịch bệnh cũng đang ít, cho nên là người dân đi chơi thì mọi người cũng chơi thoải mái thôi, chứ không đến nỗi như là cái vùng đỏ nha. Đó, hiện tại mình đang đi con đê của Cẩm Thái. Đó, các bạn thấy phong cảnh của sông Hương núi Ngự không? Để mừng thọ anh em. Đó. Thì mình đang trên đường về. Mình tranh thủ quay clip để gửi tới các bạn, mời các bạn cùng xem nha. Rồi. Quanh năm cả ngày không thấy mặt trời đâu hết, nhưng mà về quê thì các bạn được thưởng thức các cái đặc sản của thôn quê rất là ngon, rất là sạch. Đó. Đây là cái chỗ mà cái động Minh Xây ngày xưa cái làng Cẩm Thái này là giàu lên cũng vì do cái động Minh Xây này tấp nập. Trên bến dưới thuyền ngày xưa trên đồi dưới sông thì có thuyền có bè. Đó, đây nè, đây là động Bến Xây nè. Đó các bạn này. Bây giờ thì không phải là nó mai một, nhưng mà bây giờ thì động Bến Xây nó khác ngày xưa rồi. Đây là ngày xưa cái chỗ này là cái ao sen này, nhưng mà bây giờ nó khô hết rồi. Cái ao sen của cái đình làng bên này góp cái chợ đó, còn ngoài bến, ngoài sau kia là bến sông đó. Nhưng mà bây giờ là ba cái tre pheo thì cây cối nó tùm tươi tốt, nó che mất. Trải qua bao năm tháng thì từ cái sói mòn của thiên nhiên đó, thì bây giờ phong cảnh nó cũng thay đổi khác ngày xưa rồi đó. Các bạn thấy những cái đồng hồ này, còn bên kia là cái gồ nổi đó. Cầu nổi là sông một năm nó bồi lên một xíu, bây giờ cái cầu nổi nó lớn. Còn bên kia nữa là cái bãi soi đó. Các bạn thấy cái bãi soi bên kia không? Đó cũng là cái
đẹp không? Rất là bình yên, rất là đẹp, rất là thơ mộng. Sông nước hiền hòa, sông nước dòng lam rất là trong xanh, mượt mà, đẹp đẽ. Đó, các bạn thấy cái thuyền đó không? Cái thuyền người dân người ta đi làm bên Hồ Nổi đó. Đó, các bạn thấy chưa? Đẹp không? Còn bên kia là xã Thanh Tiên. Thượng nguồn sông Răng ấy, nó chảy lên trên đó. Bây giờ cái mùa này thì cái mùa đông mà, cho nên là mưa ít, cho nên là dòng sông trong xanh trong veo. Còn cái mùa mà mưa thì nó dâng lên tới gần cái bờ đê kìa. Bây giờ nhà nước cũng quan tâm chú ý, cho nên làm cái hồ đê rất là chắc chắn, đổ nhựa, đổ gạo, đổ thảm nhựa luôn các bạn ạ. Các bạn thấy là cái bờ đê nó có chắc chắn. Thôi, cái clip cũng chưa đáp ứng được cái cảnh đẹp của quê hương, nhưng mà thôi tạm dừng tại đây. Cái clip sau tôi sẽ giới thiệu với các bạn nhiều hơn nha. Bây giờ thì xin tạm dừng tại đây. Nếu các bạn quan tâm thì các bạn nên ủng hộ Hòa Tâm bằng cách bấm like, bấm chuông, nhấn đăng ký nha, để mình có động lực làm cái video tiếp theo gửi các bạn nha. Bây giờ thì bye bye và chào tạm biệt rồi. Ok.